cái cái đậu đậu nhẹ nhẹ nhất nhất mà mà nó nó cục cục là là cái cái đầu đầu lúa lúa ba. ba. Thì Thì biết biết nếu nếu đã đã nói nói câu câu sau sau châu châu bò bò thì thì không không thể thể đá đá thành thành người người được, được. châu bò cũng bằng người được. À, để rồi già suýt vô địch đi ghê chứ. Ghê đúng không? Đây Phải phải khóc luôn á. À, vô địch nói chung phải khóc luôn. Đau ra lòng quá. Ra điện cho Toán với Giáp Bắc Tử. Điện cho Toán, Trường Toán, Trường Dũng mấy em dưới tới tham gia đá đăng khỏi được 15-200. Nhưng mà giải thưởng thì nhà đội vô địch chứ được triệu, được triệu. Trừ đầu người thì còn lại đang người đóng 50. Nghe chưa? Ủa tự giải thưởng gì lớn như mát được. Nghe dưới nghe đúng không? 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 Thì Messi thì xị rưỡi. Đồ hàng ba mà. Ờ, Messi chị nữ nè. Ô. Quậy, Giang, Sơn. Anh Châu bò không? Thắng hợp. Anh Sơn thì đá tốt nha. Nó cận cho thấy nó đá bị khéo chứ. À, còn hai nó lì đó lắm. Bắt luôn thì được. Nó cận rồi bắt luôn. Lì lắm á. Cô lì lắm á. Ừ. Mà nó tìm luôn á. Không rồi. Chung gì bé, mấy cái cũng thương thôi. Ba, gọi ra khoảng ngủ ba. Ông ba nè, trên đầu người ta. Lên kể chuyện Chung chấm lưng nó cười. Đó, đó giờ cả nhắc nè. Chung với lại thằng Hiếu nó hốt tài, tài nó em thấy rồi em nhảy lên thì hai nó hốt nhau. Chung dùng trong luôn. Thì đồng đội hốt nhau được. Thằng này ra trước. Lầy của sau nó đạp đó hay là nó đạp cái tại nhảy á cậu bốn người mà ba người ba anh thấy hai thằng có thằng nào nào mình kêu đá tiếp hay nó đâu có làm nổi đâu hay nó chơi đâu mà tự lên cái quần vợt vô nhà từ xử luôn tên là gì hả? Thứ hai chứ.
gì thứ hai, thứ bảy là thứ sáu, tháng tám là thứ sáu á. À, đâu? Này có 30 rồi. Bảy là thứ sáu, hai bảy thành 28. Có phải chủ nhật không? Thế là chủ nhật không? Đâu là chủ nhật gì đó? Không. Quên không, nhưng mà bên đó nó cũng tấn công dữ chứ, mà đi vô Tí này buồn quá anh. Bây giờ phải làm ba bộ luôn. Ý bộ bữa đó nó đã rác đi chứ.
bữa lúc đó nó nó cũng mốt thằng nào á, rồi cái nó cũng đến nó rủ ra nhiều về trên này nó tá ra tới tổ chức rồi chiếm rồi hoa mà chí không hiểu bây giờ quan trọng nhất là cái tổ chức mẹ nó tu đâu ra đó vị trí nào ra vị trí đó nó vô vô ông đầu chọc đã đùng vô phái 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 cười quá cười quá chỉ có vô tình trúng thôi chứ đúng không? Mà nhìn sao thấy bái nổi gần quá có bái thận cũng mong trái đẹp chứ không được qua muốn vua lên nghe cái cổ nghe cái chữ này trái nó vô đẹp là gì mà có thử gì chứ là độ hình ảnh của nhà vua đẹp thế nha hôm đó vua đẹp suốt á sao khỏi là đỡ vua đẹp hơi nhiều á hai chân nữa sống ngay hả sống ngay lần đầu tiên đó thằng Sơn nó tham được tham gia cái tam thọ sướng đây là chơi nhỏ à mà cái thằng trước cũng bằng sáu năm nào cũng điên vui vậy không ba ba muốn làm vậy không cái này mà lại lại vô chỉ cái đá con chức rồi đá gì nữa không cũng có nhiều thằng coi lái đó ra coi cũng mấy cái cục đồ sao nó đá dữ má đá bằng hình đủ má đá đồ nhưng mà nhìn vô mầm mình thôi nhưng mà em vô nó cũng nhường nhau à có cái là đá là bằng hắn lại nhiều nữa nó mới đẹp thôi chứ nó không biết kiểu gì hết không có nó đá không ai còn đá gì hết nó vô mầm vậy đó gì hết cái sao lần sau á là đủ nó nản luôn rồi trận đá với tụi tao bụng mẹ nó muốn đánh nhau luôn rồi mà đội cái ông trần tụi tao chọc cái mấy câu đó là đánh nhau mà mày nói đi mày nói như này thì đổ má nó xuống con chuyện ngắn đi chuyện này giờ rồi có được đâu lấy tí giờ rồi lấy tí giờ rồi được đâu lấy tinh thần đã bị nhân là lấy rồi lại đến từ từ nhắn hồ mà không có được đâu bây giờ rồi thầy kỳ cũng nhiệt nè nói chung bữa cá nhiệt quá chứ thầy kỳ lúc nào chạy nhiệt kỳ đá chạy chụp rút thôi mà chưa chụp rút là con chạy đó mà ngồi lại cười cho té không đâu hả không nghe à đỡ bên trong nha ẩu kỳ chỗ con nào xuống đầu đây đâu.
Bây giờ tân thì mình thấy cũng nghĩ không nhiều lắm, chủ yếu bên nông nghiệp thôi. Nhà tân thì khoai bữa chiếu rồi cái bác sĩ xong rồi, chủ yếu bên 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 nhà tân để ra cái số rồi để khoai mọi người cửa thì chiếu cái sao để mấy người mình xét đi.
bạn nữa ha. Kéo đi sống bạn. Kiên Bảo sẽ của hai năm của nó năm trời. Má nó đòi đấu hết cả đầu. Má thay nhau nào nó đòi. Yeah.